Trai, 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 hết hồn. Trai, đừng có chạy anh Trai, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Em không có chạy thôi, anh chạy em cái gì? Anh đừng có chạy, đừng có chạy mà. Chạy trước đi anh, chứ mình tính ra mình trộn mình không có sợ mà. Cha đó, cha sợ trước mình luôn á các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đây của mình. Và hôm nay mình sẽ với các bạn trải nghiệm một cái tựa game mới trên của mình có tên là Thief Simulator 2. Đây là một tựa game mô phỏng công việc ăn trộm. Và nhiệm vụ của mình đó chính là mình sẽ đột nhập vào những cái khu vực khác nhau để mình trộm đồ nha các bạn. Tựa game này trước đây thì mình đã từng trải nghiệm, mình từng chơi phần 1 rồi. Và phần 1 thực sự rất là vui luôn, cũng được các bạn ủng hộ rất là nhiều. Và sau khi mà ra phần 2 thì mình có cơ hội mình chơi bản demo được một tập duy nhất. Và tới lần sau mình tính trải nghiệm tiếp tục thì tựa game nó không có cho mình chơi nữa. Và hôm nay thì nhà phát hành game đã gửi cho mình một cái key game sớm để mình chơi. Tựa game này hiện tại là trên Steam sẽ ra mắt vào khoảng 5 ngày nữa nha các bạn. Đó, thì mình được chơi sớm hơn so với trên Steam ha. Ok, thì không để các bạn ở lâu nữa. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn vào game thôi. Ở đây mình có lựa chọn dễ, thường và khó thì mình sẽ chơi thường thôi nha các bạn. Chứ nếu mà chơi khó thì nó sẽ hơi cực một xíu. Và mình có hai lựa chọn, một là story mode, hai là free mode. Thì mình sẽ chọn story mode ha, để mình xem coi là cái cốt truyện của game nó sẽ như thế nào. Hai ngày trước mình nghe tiếng điện thoại rồi các bạn. Ok, có một cái số lạ ẩn danh đang gọi cho mình, bây giờ mình sẽ trả lời ha. Quẩy. Rồi, họ đang tới, bây giờ mình có một phút nữa. Thì nó kêu mình là kiểm tra cái camera. Ê, chủ nhà về đúng không? Ba người. Ê. Mình nói trên tay nó cầm cái gì lạ lắm các bạn. Bây giờ nó kêu mình là trèo ra ngoài cửa sổ. Mở cửa nhẹ nhàng thôi. Chủ nhà về các bạn. Chủ nhà về. Nhưng mà chủ nhà này lạ lắm, chủ nhà này các bạn. Cái tay có cầm cây súng nè. Cây này giống như đúng cây Uzi rồi với mấy cây mini SMG á các bạn. Chủ nhà này căng vậy. Bây giờ đi vô cái ngôi nhà này hả? Đừng thấy em nha anh. Lấy đèn pin, lấy chìa khóa với lấy cái cây crowbar. Má ơi, ghê quá vậy. Bây giờ mình đi qua bên này, mở cái cửa này. Ý, có người đi lại kìa. Có. Sơ hở là nó lấy súng nó tiễn mình về thế giới bên kia liền luôn á các bạn. Lúc nãy mình lấy cái chìa khóa, bây giờ mình sẽ mở cái cổng sau ha. Rồi bây giờ mình mở ra nhẹ nhàng. Rồi đi. Run. Ghê vãi. Các bạn sử dụng F để mở đèn pin. Mình sẽ dễ nhìn đường hơn, tuy nhiên thì tụi nó cũng có thể thấy được mình các bạn. Cẩn thận một xíu. Ê, mình bị thấy rồi kìa. Đi. Lên xe. Đi. Cái gì còn nổ máy nữa. Ra tới đó rồi còn bị phát hiện nữa các bạn. Mà mình tưởng nó lên xe bấm cái đi liền như lên xe đề máy không lắm chân á. Gì đâu, mới vô lâu quá không quay trở lại ngày trợ mà bị dí xúc cái quần luôn rồi. Rồi gọi nữa kìa. Hello. Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. Uh-huh. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Có nguyên một cái tập đoàn tội phạm lớn không các bạn? Break into a couple houses and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Rồi bây giờ nó kêu mình là vào trong cái ngôi nhà 102 để mình trộm mấy cái đồ linh tinh trong đó. Đây là con xe của mình các bạn. Ôi, đẹp vậy hả? Xe hơi bị nhưng mà có ai thấy con xe nó bị kiểu nó bị phồng ở phía trên mà cái chiều dài nó bị ít không? Đúng không? Đường cắt ngang nó kìa, nhìn nó kiểu hai bốn cửa. Con xe này nó lạ quá. Mình có thể ngủ, mình qua thời gian. Ok, cái này mình biết rồi. Đèn pin hiện tại mình đang có hai cái hướng dẫn nè đúng không? Bây giờ mình đi qua nhà bên kia là nhà 102 bên kia. Mình chạy xe qua thử. Mở cửa nó cũng nghe tiếng động nha các bạn, phải mở nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ phải động máy. Có FM nữa kìa. Nhưng mà con cái là sao cái thời tiết nó âm u, nó tối quá ta. Mới 7 giờ mà thật kỳ rồi. Đây là nhà 102 nha các bạn. Giờ mình sẽ lùi xe vô.
Tôi xe đây có được không nhỉ? Không, mở cửa. Em mở được. Rồi. À. Cửa thì... rồi, khóa rồi. Không được, không được, không được, không được. Đậu lên lề được không ta? Tại vì mình nhớ là có một cái, tại vì mình chơi 2-3 tựa game trộm rồi, mình nhớ có một số game các bạn để sang ngoài đường thì các bạn cũng sẽ bị nó phát hiện rồi nó gọi công an này kia nữa. Đó, đóng cửa bự nó nghe tiếng nha. Ok, trời sáng lên rồi nè. Đây là nhà 102 và nó kêu mình là dùng cái cây crowbar này cái cửa đi. Không được. À đây đây đây, dùng cái crowbar nè. Xong rồi. Trời. Nhà này không ai chơi các bạn, nhà này không có chủ. Thẳng tay vậy luôn. Có nhà không có cửa luôn. Em nghĩ chắc chủ tí nữa gì á. Em nói nghe cái tiếng thở, anh tưởng nó có chủ chứ. Em nghĩ đó. Cái kia là để trốn mà. À, cái để trốn. À, có được tờ tiền nè, trời ơi, mừng quá trời luôn, được tờ tiền, hay quá, nhà xịn quá, nhà giàu quá trời luôn. Sao em thấy nhà có cái biểu tượng không có ra gì ngoài cái hộp thư vậy ta? Không, cái đó là để mình bỏ vô để mình đi radio. À, đi soi ngói thời gian hả? À, đi soi xem mà giờ con chủ nhà con về khi nào. Con gấu hay là con gấu chó vậy? Gấu kỳ gấu thỏ. Gấu chó thỏ. Ê, mày đi chợ mà sao mày soi dưới mày? Mày không biệt cái chứ anh. Được rồi, có gì không? Ô, có điện thoại nè, điện thoại bị hư rồi các bạn. Hư cũng lấy tính. Hư rồi lấy làm chi vậy? Thì lấy có tiền được rồi, trộm mà. Sao từ chối lấy được em? Sữa. Đúng rồi. USB 64GB. Hơi bị nhiều rồi. Quá. Đây mình để cái tay đi cho nó dễ. Giấy tờ mà các bạn ơi. Trong ngăn này giấy tờ không à? Ôi, trộm trong này đây coi có cái gì không? Trong đây trộm được gì? Không, không có gì hết trơn á. Nhà nghèo thiệt chứ. Cái nhà siêu nghèo luôn á. Hèn chi không khóa cửa là đúng rồi. Ờ, mình lấy được chai rượu vang. Rồi mình lấy được cái chảo. Lấy được cái bình. Rồi tiếp. Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. À, ok. Nó chỉ đang hướng dẫn mà nè các bạn, đang hướng dẫn mình là lấy đồ rồi mình đi bán đồ, mình trả tiền cho nó thôi. Không ai trộm mà đi lấy chảo hết trơn, thiệt cái nhà thiếu chảo hay gì á. À, mấy này lấy được nè, đồ trang trí nè các bạn. Tôi trông có nhiều nàng cái gì. Chìa khóa cửa trước. Mình tới đây mình bẻ cửa rồi thì bây giờ có chìa khóa hay không thì chủ nhà về chủ nhà cũng biết thôi. À, có tiền nè, hay quá. Tiền mà để ngoài ghế, bãi chữ. Ờ, ngộ ghê. Ờ, về phần đồ họa các thứ thì các bạn có thể thấy là nó đẹp hơn. Nói chung là nó đẹp hơn phần 1 nhiều á. Còn đẹp hơn bao nhiêu thì mình cũng không biết. Tại vì lâu rồi mình không có chơi phần 1 thôi các bạn. Có cái xe đồ này kia nó cũng ok ghê. Cái đồng hồ để rồi xong mình để cái vô lăng che hết cái đồng hồ. Ờ. Che hết trơn, không còn gì được trơn. Rồi đây là chỗ bán đồ cũ của thanh niên kia đúng không? Còn ở chỗ đậu xe đàng hoàng. Cái con xe nó bị ngủng thì trời đi. Ờ, nó bị kiểu nó bị ngắn mà nó bị cao á em. Nhìn nó không có đối xứng với nhau. Gì cha? Ờ, bán cái chảo cho anh 12 đô nè. Ờ, cái nồi được 20 đô. Cái chai rượu vang 15 đô, cái radio 30 đô, cái bình trà 20 đô, cái điện thoại được 100 đô. Máy tính 5 đô. Máy tính có 5 đô vậy. Cái đồ trang trí 15 đô. Với lại cái USB 150 đô. Cái USB này nó chứa dữ liệu gì quan trọng. Ôi, USB. USB gì đâu mà. See, that's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104. And to break in there, we need a drone. It happens the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes. Rồi ok, nó kêu là nó cần một cái món đồ trong nhà 104. Nhưng mà để mà vào được nhà 104 thì cần cái con drone. Và cái nhà 103 thì nó mới vừa order cái con drone luôn. Để các bạn hiểu đúng không? Bây giờ mình qua nhà 103 mình trộm cái con drone đó. Xong rồi mình qua nhà 104. Khu đây nhà giàu rồi, tới đây khu nhà giàu. Nhưng mà trộm cắp nó xuất hiện, nó hành hành, nó đi trộm cướp quá trời luôn á. Đi hai nghiêng luôn anh, buổi tối luôn, đi buổi sáng luôn vậy anh.
Đây là nhà 103, nhà 103 đây à. Nhà 103 đi gần nhà kìa. Đậu xe đây ha. Thấy các bạn đang ở nhà mà các bạn thấy con xe nào nó lại bãi trước mặt nhà các bạn rồi, các bạn biết rồi đó, chuẩn bị rồi đó. Nhà này bây giờ mình ấy không có cái nhà nào mà để cái chỗ này hết trơn các bạn coi nè. Trông nó vô tri lắm luôn. Để mình ngó thử xem coi nhà này có ai không. Để có thằng anh đi ra đúng không? Có. Ngồi. Trai, hết hồn. Trai, đừng có chạy anh ra, bình tĩnh, em không có chạy thôi, anh chạy em cái gì? Anh đừng có chạy mà. Chạy trước đi anh. Chứ tính ra mình trộn mình không có sợ mà cha đó, cha sợ trước mình luôn á các bạn. Em trộn cũng phải sợ chứ anh. Trời thôi giờ trốn. Ê, ngã cây cục đèn, ngã cây cục đèn rồi. Xe chậm á nha, đề nghị nâng cấp xe. Á trời ơi. Ai cảnh sát này hơi mạnh mẽ nha. Cảnh sát gì đâu mà tao cái dã man được chứ. Anh trai anh gặp mình không, anh chạy anh giơ tay lên anh chạy như con gái vậy các bạn. Chán anh thiệt chứ. Tự nhiên cái bể bóng. Các bạn ơi, thanh niên kia kêu mình là mình nghiên cứu cái thời gian sinh hoạt của chủ nhà 103 để mình biết thời điểm mình trộm á. Tự nhiên lúc nãy mình chưa có nâng cấp cái kỹ năng các bạn. Trong cái phần kỹ năng của mình nó có kỹ năng gọi là marking để mình đánh dấu á. Thì bây giờ mình sẽ học kỹ năng này ha. Rồi. All right. I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 15 time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Rồi ok. Chủ nhà này sẽ ra khỏi nhà vào lúc 3 giờ chiều và mình sẽ canh thời điểm đó mình đột nhập vào nha các bạn. Giờ này mới có 12 giờ à. Mà mình thấy chủ nhà đâu hết trơn thiệt á. Nhảy vô cái mới thấy ảnh anh la làng anh chạy đi rồi chứ mình không hết hồn mà anh hết hồn. Ý. Có cái nhà nào mà nó để cái thang vậy không? Không, anh nó mời anh vô anh. Ý. Ý. Trời, tự nhiên có người mời vô vậy á. Tiền nè, ngu gì không lấy. Có tiền phải lấy. Hello. Anh trai này hình như dân chuyên toán hả? Chuyên thấy bản nó hơi nhức đầu. Có xin nữa kìa. Toán lý gì đó. Hả? Toán mà. Toán à? Toán. Toán mà. Toán lý hóa. Trai đâu rồi? Chủ nhà đâu rồi? Giờ này mới có 1 giờ mấy à, 3 giờ anh mới đi làm đúng không? Không thấy. Ngộ ghi cái nhà có chút xíu mình dòm mà giờ không thấy ta. Aha. Gì vậy? Aha. Có ai nghe không kìa, hát cái không? Anh mới vừa phát hiện ra được cái gì đó đó anh. Như trong này nè các bạn. Mất tiêu rồi. Đó, có kìa. Tưởng đâu thấy mình hay gì à há chứ. Hết hồn mà. Bây giờ mình ngồi để mình đợi đi chứ. Oh shit. Bị phát hiện rồi. Anh trai. Đừng có chạy. Bà nội cha mới cửa ra coi. Sao nó treo ra. Mở cửa. Chạy qua nhà kế bên, trốn. Thế sao? Không ai phát hiện được mình. Đúng rồi, vô đây trốn, đúng rồi. Hai sao gì, dông ba cái hai sao. Trời ơi, bắn súng điện vô hồn ghét. Mình nghe tiếng công an chạy. Nhưng mà nhà 103 báo bị trộm chứ nhà 102 có báo bị trộm đâu. Nhà 102 là một cái nhà bỏ hoang các bạn. Sao phát hiện nó được? Sao bắt tôi được? Mất dấu rồi, về đi mấy anh chị ơi. Rồi đó, tụng sao đó, một chiếc đi về rồi đó. Rồi tụng sao nữa nè. Tụng thêm sao nữa. Để đi mấy anh chị, không có tìm thấy em đâu, em phát hiện ghê lắm, đói chưa? Quá ghê gớm. Ý, cái nhà có 15 đô kìa, cái nhà này bỏ hoang các bạn. Trời, hai nhà mình làm vậy là chết rồi, thông nhau vậy chết rồi. Em vô được chưa? Nhà này mình đi làm chưa ạ? À? Chủ nhà ơi.
Em vô nha. Em vô á, em vô á. Anh à, mình vô luôn anh, mình sợ gì anh. Trời đất trời. Bó tài. Ủa sao thằng kia nó nghiêm 3 giờ đi làm. Bó tài. Ây da. Thôi em hết mức nói gì với anh rồi. Thấy tôi giật mình với em. Mới vừa kỹ nữa. Chủ nhà nó nghe cửa. Em biết nói gì luôn rồi. Em bó tài trong cơm. Mà tiếc chứ. Rồi lúc nãy mình đứng không đúng các bạn. 3 giờ nó bắt đứng ở đây nè. Nhưng mà mình đi vòng vòng mình vô nhà luôn. Mình chưa kịp đứng đây thì chuẩn bị tới 3 giờ rồi. Và sau khi các bạn đánh dấu chủ nhà xong thì các bạn sẽ có thêm cái phần planning mode. Và khi các bạn bật lên thì nó hiển thị ra là 2 giờ nó đứng ở đây. Xong rồi từ 3 giờ tới 4 giờ là nó ra đây hành lang nè các bạn. Làm gì mình không biết nữa. Đó. Em biết tại sao mà sao nó coi kỹ dư tật. Ờ đỉnh thiệt chứ. Đây giờ mình đứng mình đợi đây, cứ đứng đợi đây thôi. Rồi nó gọi kìa. Have you got eyes on him? Mark his ass so we know when he's out. Rồi biết rồi, biết rồi. Và chuẩn bị các bạn, hình như lúc này là cột dây giày đồ này kia là chuẩn bị đi ra ngoài đường nè. Các bạn thấy cái bên góc bên phải của mình á, màu xanh, xanh lá cây là ra ngoài hả? Ew. Gì vậy? Aha. Đó, thanh niên cột dây giày nè các bạn. Đó, chuẩn bị ra ngoài nè. Đỉnh vậy hả? Mẹ, không nó còn hơn là nó coi bói, nó còn hơn nó biết trước tương lai nữa các bạn. 4 giờ nó ở đây, 5 giờ nó ra ngoài đường. Đỉnh thiệt. Ghê thiệt. À, 3 giờ trong bếp, 4 giờ ở ngoài hành lang, xong rồi 5 giờ ra ngoài đường. Để các bạn coi chuẩn bị nó qua bên hành lang nè. Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh, rồi biết rồi. Alright, now do some planning. You'll see his next destinations. It's a very handy skill. Rồi nó kêu mình vô chế độ này. Đây. Đó. 5 giờ tới 6 giờ rồi các bạn. See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lock picking. Okay. Drive to the new hideout and check the computer. I have a task for you which will gain you some more experience. Okay, yeah. Mình chỉ đi theo dõi thôi chứ mình không có vào trộm đồ nha các bạn. Tại vì nó bảo là trong cái ngôi nhà này nó có hệ thống báo động, các bạn dùng cái cây crowbar các bạn bẻ khóa là nó sẽ báo động công an liền. Cho nên là bây giờ nó kêu mình đi về nhà. Về nhà nó sẽ hướng dẫn cho mình thêm. Rồi ok. Ủa mà về nhà mình đi đường nào ta? Mình vẫn chưa biết nhà mình ở đâu luôn á. Không có kêu mình nhà ở đâu rồi ta. Nó chỉ kêu mình là chạy ra ở khu này thôi. Xong rồi anh nhớ rồi. Anh nhớ rồi, hồi đợt nó giống như cái game Thief phần 1 cũ á, là chỉ cần chạy ra khỏi khu này là nó sẽ hiển thị ra là mình muốn đi về nhà hay đi đâu đó. Đây. Đó. Nice. Ê, nó còn có chỗ sửa xe nữa kìa. Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. Ok, nó hỏi nhà này ok không? Cứ trả tiền thuê nhà cho nó là được. Go to the computer. I have to show you around in your new world. Cái gì đây? Bình chữa cháy hả? Bình ga. Ủa, nó bình ga mà. Ừ, mình nhưng mà ý là nó để cái hình lên kìa. Ơi cái bàn để mình xem mấy cái công cụ về đá hoa cương đồ này kia nè các bạn. Đây là cái giường ngủ, đây là cái máy tính của mình. Check out steel gear. As you gain rồi mình check cái steel gear. Micro vậy. Camera là $500. Noisy walkie talkie. Cái bộ đàm các bạn. Hình như là mình tạo tiếng ồn. Đồ ăn cho chó. Có mấy ngôi nhà có chó nha các bạn. Cái đồ để mình rã đồ xe ra. Cái mặt nạ. Đây là công cụ để mình xem đá quý này kia hả? Em nhìn nó như cái túi ni lông vậy, anh bấm lại mặt nạ nữa. Basic lock picking. Bây giờ mình cần phải nâng cấp lên các bạn. Trong cái skill của mình có cái lock picking nè. Mà mình chưa có lên cấp được. Rồi bây giờ nó kêu mình dùng computer tiếp. Check out steel gear.
As you gain experience, better tools will become available. Rồi, okay. Tips, you can buy information about houses, à, mình có thể mua thông tin để mình cameras, mình trộm dễ hơn các bạn. Đó, bây giờ mình mua thử ha. Nhà 102 là nhà báo hang cho nên là không có gì hết trơn á. Rồi. Ok, mình check cái Black Bay. Oh, đây các bạn, mình có thêm những cái nhiệm vụ riêng bên ngoài cái Hell Neighbor này, là kiểu như là những cái người hàng xóm người ta ghét nhau á, xong người ta đăng cái order lên là kiểu bây giờ tôi muốn phá cái nhà bên này vậy đó, anh làm cho tôi. Đó, thì bây giờ mình vô nhà 102 mình phá đồ. You can browse other websites. There are plenty, but not crucial for us now. Get off the PC Black when Bay. You're ready. Mình gom mấy cái đồ này mình bán với nhau nè các bạn, là mình được tiền, tiền nhiều hơn so với bán của ông kia. Nhưng mà các bạn phải gom đúng đồ ha. Upgrade, nâng cấp cái cây crowbar lên nè, cái planning mod kế hoạch hả? Player hand, thêm một cái đồng đội hả? Ngân hàng, ê. Dark Bank nè, Stolen Reward, thưởng giải thưởng này kia khi các bạn đi trộm đồ. Tính ra làm ăn trộm cũng là một cái nghề chứ bộ. When you steal things, yeah, you complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills such as lockpicking, which is needed to break into 103. À, đồ mình đồn đâu. Rồi, ok, bây giờ mình lên nhà 102 để mình phá mấy kia cho nó xong hết. Hack được ATM nè, ống nhòm, planning mod. Rồi. Ồ, mình tưởng nó không mở đèn xe chứ, giờ mới mở đèn xe nè, nãy nó thui à. Xe đèn tự động. Trời, gì chứ nhà 102 này mình có chìa khóa. Nhà này mình có chìa khóa các bạn. Nhà bỏ hoang nhưng mà mình có chìa khóa. Rồi, bây giờ mở đèn pin lên, cầm cây crowbar lên. À, bây giờ nó có thể loot. Đầu tiên là nó kêu mình đập bể mấy cái đồ nó cái đã. Đó. Nghe đồn là mình có thể loot là đồ cũ được, có nghĩa là đồ nó sẽ tự respawn trong một khoảng thời gian á. Đó. Không, không đập được, không đập được, đập bên này. Bên này thì bồn cầu nè. Khỏi cho ẻ luôn. Nát lắm. Ủa, người ta kêu mà, người ta kêu anh làm gì anh làm đó, có tiền là anh làm em ơi. Cúp đi quyền. Cúp đi quyền đẻ rồi ha. Ê, nói nghe sao nó nặng nề dữ vậy em. Ủa, cái nó nặng lắm. Này, nó có gì đây? À, có cái đồng hồ, cái đồng hồ mình quên lấy ha. Mỗi lần vô nhà là nó sẽ có cái tiếng nhạc các bạn. Tiếng nhạc giúp gây kịch tính. Rồi, bây giờ mình ra đây mình đập đồ cái nữa. Này thì cái ghế nè, khỏi ngồi. Rồi, hình như nó kêu luôn rồi kìa. Rồi, lé. Ờ, cái nhà kế bên nó nghe mình đập đồ cho nên là nó gọi cảnh sát tới các bạn. Chẳng lẽ ông cảnh sát không tìm cho thùng rác? Sao tìm được? Sao tìm? Ê, anh ơi. Tôi không thấy anh không thấy tôi đúng không? Tôi không thấy anh. He was here, now he's gone. Ừ đúng rồi, hồi nãy nó đó, bây giờ nó đi rồi anh. Đúng. Rồi bỏ cuộc đi về đi anh ơi. Đi về mình ngồi đồ, mình ăn bánh hamburger, mình uống nước ngọt rồi mình ngồi chơi anh ơi. Này kỹ năng thôi. Hướng dẫn này kia thôi. Rồi xong đứng dán cho hội quá là dễ dàng. Bây giờ nâng cấp cái kỹ năng lockpicking của mình lên level 1. It would be really funny if you got caught. A man escapes trained assassins, but he can't escape a policeman who ate a donut as he ran to the crime scene. Time to learn lockpicking. If you still somehow don't have the experience, steal some more from 102. Được này các bạn. Good brother, take out your phone and order a nice basic lockpicking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time to drive there. Rồi bây giờ nó kêu mình là mua cái bộ lockpicking, nhưng mà không có cần phải về nhà, mình mua trên điện thoại mình được luôn. À đù, xin nhá. Các bạn mình qua cái phần quick buy, nhưng mà sao không vô được, sao để mình di chuyển bên này. Con chuột mình không có dùng được.
Để mình coi vô đây. À đây 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 đây. Ghê. Yeah. Ghê. Yeah. Hey, Audi RS7 nè đúng không? Practice is always good. Break into 103 and steal the drone. It's big so you can't miss it. Just make sure to check your journal and see. Anh 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 đem đi. Rồi bây giờ mình đột nhập vô nhà 103 để mình trộm cái con drone các bạn. Giờ này chủ nhà đang ngủ hả? Ai đâu căng vậy? Con drone nằm đâu vậy? Hả? Hả? Ê ê! Sao giờ này còn chơi cái trò đó nữa? Thôi mày chết rồi con. Sao anh biết được tôi? Sao anh bắt được tôi? Sao anh bắt được tôi? Anh chạy được một vòng vậy luôn á hả? Thì nó kiếm mối anh kìa. Ờ, chết rồi, chết rồi. Anh ơi, không có nhảy ra kịp, anh ơi. Xin lỗi. Chết rồi rồi. Thôi đi ngủ đi mà anh mà ơi. Nhà què không có chỗ trốn gì trơn. Phải tìm ra cho bằng được. Nó dí vậy bằng được ra. Không. Lẹ. Mình phải mở cái hộ. Rồi. Thôi xong rồi. Cậy cửa. Kịp không? Rồi bắt rồi bạn. Cậy cái nữa. Ủa cái cửa đâu cần cậy à? Không, cửa đâu cần cậy. Tôi biết rồi nha, đợi xíu đi, tôi biết rồi, không cãi lâu quá tôi không có thực hành cái nghề trộm này, tôi quên thôi, đợi nó đi. Mét công an cho giữ vô, tôi vô nhà anh tôi cũng trộm lại à. À coi, anh ngủ tới 3 giờ sáng, 3 giờ rồi anh làm gì tiếp giờ? Giờ này mới 1 giờ rồi đúng không? Vô quậy đi. Vô gõ đầu anh cái. Anh gõ được, anh cũng tiền. Gõ lâu hả? Tiền mà để ngoài sân á. Cái này mình không có kéo kính lên được các bạn. Mình cần phải có đồ cắt. Giờ mình ở tiền để ngoài sân. Mới biết hả? Giàu quá giàu rồi. 3 giờ anh sẽ dậy đúng không? 3 giờ anh dậy. 3 giờ anh dậy và anh sẽ làm gì? Please stop. Kìa anh, nó kêu anh dừng lại kìa anh. Sớm mới chửi không kìa. Ok. Cái đồ lót kìa quá. Má mày đang đang trộm mày gọi điện thoại nữa. Nghe cái tiếng chuông nữa lại dễ. Này là cái đồ lúc nãy mình trộm mà mình lót sale là mình không có trộm lại được đó các bạn. Tại vì mình trộm vậy xong rồi một hồi mà mình đi lấy con drone đó thì nó sẽ quá là nặng. 2 giờ mấy rồi, chủ nhà chuẩn bị dậy rồi, bây giờ mình đi về thôi. Do là mình không thể leo ra được. Rồi mưa luôn rồi. Mình không leo ra được ngoài nhà cho nó mới buồn, phải đi cái đường này. Quá đỉnh, để bà drone thử rồi. Achà. Achà. Drone hơi bẩn nha. Đâu drone nó dễ quá. Ủa phải không? Nè, drone dễ nó có màu vậy mà. Ủa? Dạ. Ủa? Sao không bay qua cái đó gì vậy? Ủa, drone bay bình thường mà, mà con bắt nữa. Tối ngày cho bắt bây giờ người ta phải cho xin phép chứ. Tối ngày bắt chui vô thùng rác hoài luôn á, thiệt á. Trộm này bất ổn quá. Chắc hôm nào mình mua gói, mình mua nệ, mình mua đồ sẵn mình để trong thùng rác, các bạn có gì mình chui vô mình ngủ luôn nó ngon hơn. Chứ bữa giờ mình chui đó mình ngủ cũng khá rồi á. Bây giờ nó kêu mình là về nhà mình mua cái thiết bị để ngắt kết nối camera của cái con drone các bạn. Rồi lên mua, mình có đang có 769 đô. Ê tức là thanh niên kia mất đồ mà không biết gì luôn ha. À, em cô không nói gì hết trơn. Chờ mấy con drone cái là có đồ liền luôn nè. Upgrade. Đây, camera disable module. Mình sẽ ngắt kết nối cái camera bằng cái con drone này. Con này nâng cấp là nâng cấp pin. Thêm 1000mAh. Di chuyển nhanh hơn. Từ từ đi. Di chuyển nhanh hơn nghe hợp lý á. Great stuff. Now you can disable a camera with your drone. It'll come in handy a lot.
Phải. Thì sơ bộ cái camera bằng drone á. Ừ. Đỉnh vậy. Rồi bây giờ mình mua cái thông tin của nhà 104 ở trên này. Ờ, à, hay quá. Ê, nhưng mà cái ngôi nhà đầu tiên mình trộm nó có súng sao mình không hiểu lắm à. Rồi ok, hai người trong ngôi nhà 104 và rời đi vào cùng một thời điểm. Nhà có hai camera thôi gì. Rồi đi. Ê, bây giờ mình đang bị truy nã luôn rồi kìa. Nếu mà người dân đi đường thấy cái mặt của mình thì người ta sẽ gọi công an mình luôn. Quá đỉnh. Ghê vậy. Ờ, nói tiếng mà, mình là người nói tiếng mà em. Nói tiếng mà, đi tới đâu là mang tai tiếng tới đó. 103, 104, năm đâu ta? 100, 106, 107, 109, 104 đâu bên khu này nè, khu nhà giàu các bạn. Đây 105, 104 đây. Ủa vậy tới ra nó gần cái chỗ của ông kia quá ha. Wow. Wow. Ở cái chỗ này nó mở một cái chỗ bán nước đồ lên kia luôn nè. Đây là căn 104 nè. Căn này thì có chỗ đậu xe bên kia đường. Ô, cái nhà này nó như là cái nhà kho vậy các bạn. Rồi, bài drone thử xem. Né camera ra ha, mình biết rồi. Có một người nè, đánh dấu. Ông này đang ngồi. Ủa khoan từ từ. Hai người rời khỏi cùng một lúc hay là hai người không rời khỏi? Mình thấy có một người rời, một người vẫn đang ngồi ở trong nhà các bạn. Đây là những cái đồ có giá trị ha. Mình chỉ hack được một camera thôi các bạn. Một camera trong lúc đó thôi. Nhà này thấy một drone bay vòng vòng vậy mà không để ý gì hết ha. À, tiếng drone cũng ồn lắm á chứ. Thấy cái nhà này người ta rào kỹ lắm luôn á, xung quanh toàn là tường bê tông không à. Muốn vô là các bạn chỉ có vô cửa chính thôi. Một container nữa kìa. Với lại có một cái cửa phụ đây. Cửa rào á, không nó rào hết trơn luôn nè. À, nè, drone giỡn mà đi sao mới kết nối. Không cảm đi. Đây có cửa để mình trèo vô được nè. Đây là những cái đồ có giá trị nè các bạn. Rồi ok. Sao mình bay lên ta? Ờ. Sao mình bay lên? À ok. Rồi vậy để mà vô được ở nhà thì các bạn chỉ có lóc bích từ cái này thôi. Tuy nhiên thì mình cần phải hack cái camera này bằng cái con drone của mình. Sau đó mình sẽ đi vào bằng cái cửa này đúng không? Không có người nhận ra mình các bạn. Nổi tiếng quá, đẹp trai quá, đi đâu ai cũng nhìn chứ. Phải không? Mình cần phải tháo mấy cái tấm poster đó xuống thì người ta mới không có biết mình. Nó đẹp trai nè. Thôi, đi được, có người ta hoài. Ừ. Đẹp trai ngó ngộ ghê vậy. Vòng khu nhà giàu tự nhiên có mấy ăn xin vô tao phải ngó chứ. Ê, con xe kia nó chấp hỏi kìa anh. Thì nó đang thắc mắc mình á. Hết rồi. À, làm sao để mình hack cái con drone, hack drone bằng camera hình như bay gần cái camera á. Tới. Đúng rồi nè. Disable camera. Xin. Drone này công nghệ gì đây? There's a cardboard box with my stuff inside. Fuckers were supposed to send it to me, but it's still there. It's heavy, so put it in your trunk and bring it home. Rồi, nó kêu là trong này có một cái thùng giấy, cái thùng cắt tông đó là đồ là đúng ra phải gửi cho nó nhưng mà nó không có gửi. Rồi bây giờ mình phải vô mình lấy. Nhưng mà vấn đề là cái anh trai này anh làm cái gì nè. 10 giờ. Hình như anh chuẩn bị đi ra ngoài là cái người kia về luôn á các bạn. Không, anh có một cái khoảng nhỏ xíu. Ờ, một cái khoảng nhỏ xíu xíu thôi. Anh, đâu có cái giờ mà hai người kia ra ngoài cùng lúc kìa. Ở bên kia cuối cây kìa. Ở đầu cây chứ đâu. Anh thấy rồi. Anh lại đợi tới đó. Để anh xem thử.
Tại vì thanh niên này chuẩn bị đi ra ngoài nè, 11 tới 12 giờ. Như 12 giờ là hai người cùng về á. 10 giờ là đi ra ngoài. 10 giờ là đi ra ngoài. 11 giờ đi ra nè. À, cái tấm poster của mình nè. Đó. Tôi phải nhỏ xíu luôn kìa. Không được kìa, để anh chọi luôn anh. Giờ này là ông đi ra ngoài tới 12 giờ nè. Trời ơi, cho em lock bít đi mà. Quỷ mày mày vào mày báo công an mày. Công an. À công an. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình yêu. Chỉ có bằng đêm mình mới có thể nhà ra. Đó. Chỉ có bằng đêm mình mới có thể mình vô nó mình bẻ khóa nó mới dễ dàng nè các bạn. Trong nhà này còn một người nữa. Tuy nhiên thì tới tầm khuya luôn á thì cả hai người trong nhà đều đi hết nha các bạn. Đây nè. Hiện tại là còn một người đúng không? Tới tầm 0 giờ là đi hết luôn. Xong rồi 3 giờ là quay trở về nhà. 2 giờ mấy 3 giờ. Thì bây giờ mình sẽ bẻ cái nhà này trước. Bẻ hồi có anh xe hơi nào nữa nha. Chứ gì là thằng em này trù vậy không? Ai 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 ui đi anh ơi. Nó mở cửa đi đi ai kìa. Em ăn trộm mà cái đầu em không có lạnh gì hết trơn. Đúng rồi, em phải lạnh lên. Ơi anh này thấy trộm anh chạy ra như có vàng hết á. À! Rồi xong. Ê nó xịt hơi cay xong. Nó xịt hơi cay mình. Xong rồi nó xong nó á lên cái. Nhà chó gì không có chỗ trốn hết trơn vậy? Anh nghĩ nhà này có chỗ trốn. Ê đây. Không biết kìa. Ghét Biden. Nó gặp mình, nó tính nên nó ghê nha, nó nghe tiếng mình xong rồi nó chạy mình chạy vô nhà, cái nó nghe nó chạy vô nhà, nó xịt xịt hơi cay mình cái xong nó bỏ chạy. Chị xong. Ê anh ơi, hình như ông cảnh sát coi chừng thấy xe mình á. Không, anh đậu bên phải à, không biết đâu. Ủa thằng cảnh sát đi đâu tốt rút mà kỳ vậy? Cảnh sát đang đi vô nhà lục đồ em. Trời ơi anh ơi, có nhà đâu, quên mất là mình mới ngủ mới có 6 giờ, mình vô mình trộm sớm quá các bạn. Rút kinh nghiệm các bạn, mình ngủ cho tới gần khuya mình mới vô mở cửa, thay vì mình quên là ban ngày mình mở cửa ra người ta lụm mình. Nhà 104 á, thì cả hai người đều đi ra ngoài vào lúc 0 giờ nha các bạn, đây nè. 1 giờ, 2 giờ nè, 3 giờ là có người về nhà. Thì mình có được khoảng 2-3 tiếng mình làm thì chắc cũng kịp rồi. Giờ này chưa ai đi ra hết trơn á. Một người ra trước nè. Còn một người nữa các bạn. Ê nhà một lần mà có chó. Giờ này có chó, chó có thời gian đi ra ngoài nữa vậy. Chắc giờ này còn một người. Mình chưa có dùng cái con drone mình để mình tắt cái camera nữa. Vô. Rồi xong. Biết gọi hoài. Đang đi trộm cũng gọi nữa. Bởi nó đi ra đây mình hãy bẻ vô. Chứ giờ mình bẻ vô mất công. Cái đồ đó nó nặng các bạn, cho nên là mình đem ra ngoài mình giục ở đó luôn. Dứ. Rồi chuẩn bị nè. Bay đòn mình ngó nhà này có chó nó như thế nào ta. Cúc tối cú. Anh ơi, drone có night vision không? Hình như có nhưng mà hiện tại chưa đâu. Cúc cu. Ê tức là cái nhà này là nó là một cái chỗ quán bar luôn á. Chắc trong nhà nó có con ngáo á. Sao bạn nói gì? Chứ anh thấy có con nào đâu mà. Rồi chỗ nhà chuẩn bị đi ra nè. Đây, anh thấy drone không? Không. Đây, 2 giờ về rồi các bạn. Chỉ có một khoảng đi lẹ đi chị. Để đó. Chị hả anh? Rồi go. Vội. Đập cửa luôn. Go. Chào cái lông bích này nó cứng vậy nó không biết gãy ha. Đồ xịn em đâu phải đồ nhựa đâu em. Qua nặng vậy. Qua ôi không kịp luôn á. Quăng ra tạm kịp. Dục ngoài đây nè, dục nó có hư không? Không. Trời. Anh nghe cái tiếng á. Cái tiếng hơi đau á anh. Tiếng hơi đau cái luôn á. Ôi có camera. Trời ơi.
Thôi anh đừng chắc anh, lẹ lẹ dối dối. Trời ơi sao kịp, 2 giờ về rồi. Kịp, em nghĩ Quang này trước cổng đi anh. Quang này trước cổng rồi mình vô, tôi nghĩ hả. Trời. Thấy đau quá. Sao cái quan đồ nó kỳ vậy. Không anh kia mà. Không cái này có lúc mất. Ở bâu. Lẹ lẹ dối dối. Ủa bên kia nó là phòng nào? Nó là store. Không có cái học tủ này hả? Mà. À tiền nè. Đâu nó kêu là lấy cái tai nghe mà. Tai nghe. Phải không? Cái này không lấy được. Headphone, em phải có cái lockpick 2. Nhưng mà anh thấy có cái này là chắc là tiền đúng không? Mình lấy đủ rồi đó, mình lấy đồ đủ rồi về chủ nhà, về chủ nhà, về. Hay về chủ nhà về. Nó chỉ yêu cầu mình lấy hai cái này thôi. Có hai cái đó thôi hả? À, hai cái đó thôi. Tiếng nghe đào quá. Tiếng nghe đào vậy chứ. 2 giờ có con đứa về rồi các bạn. Tại hai cái món này, một cái là thùng PC, một cái là cái hộp giấy của thanh niên kia. Này 2 giờ có con. Chẳng lẽ nó về nó thấy nó bật máy lên nó thấy ủa sao không lên máy được. Có cái PC. Nhà cửa tan hoang hết trơn rồi. Tự nhiên thấy bốc đồ hết trơn. Ủa? Chưa về em? Chưa anh. 2 giờ mấy lận, 2 giờ rưỡi hơn lận, điêu vậy? Làm cho tụi nó 2 giờ. Nè, 3 giờ mới về, vậy mà lúc nãy nó kêu 2 giờ. Để bao gồm. Kịp thêm mấy món đồ, Lẹ xe ơi, lấy... qua lẹ xe ơi. Em nghĩ lấy thêm một cái, nó kêu có cái tai nghe đó kìa. Mà tai nghe trên cái tủ hả? Trên cái Metal tủ. Metal cabinet rồi, không kịp. Lấy cái này về bán nè. Tai nghe đâu nè. Tai nghe. Là bự quá. Quá tai nghe. Hết hồn. Thôi đi ra. 245 rồi. Ok đi về được rồi. Loot. Có cái bị xin hết à. Giờ mình đem về nhà nè các bạn. Tính ra đây tiện đường đi ra luôn nè. 3 giờ rồi á, về chưa? Chưa về tôi vô tôi lấy nữa nha. Ok về đây kìa. Rồi, nó phát hiện ra được cái cửa bị mở ra rồi. Trễ rồi, đi mất tiêu rồi, cao chạy xa bay rồi. Đó, tôi về nhà. Okay, I assume you have the box and it didn't fall out of your trunk. Open it like a normal man does, with a knife. Rồi bây giờ nó kêu mình là mở cái hộp này ra. Must remain a mystery. Send it to me via Blind Bay once you have it. Nghe ghê vậy. Dạ, em bị cái kính lúp anh. Để trên cái kính lúp kìa. Không. Ủa cái đó là sơn hay gì vậy? Mở đá quý em. À, coi đá quý. Ở đó đó nè. Nó quăng. Rồi lấy con dao mở ra. Trời ơi. Bên trong nó là cái gì vậy? Black Pack 75/125 hả? Bây giờ gửi qua cho ổng thông qua cái trang Black Bay. Trời ơi, túi đen rồi. Nó là cái gì ta? À không phải ở đây nè. Bao nhiêu đô vậy? 250. Great, you're really helping me right now. I'll make sure to repay that. There's a few more things though. I need you to plant a certain package at 110 in the bedroom. Be careful though, you can't be seen by the guy. Ủa nhà 110, à nhà 110, nhà 110. Rồi coi như mình để cái thùng đây mốt mình đem bán nè các bạn. Đó. Ok thôi là coi như hôm nay mình đã cùng với các bạn xong. Ê sao này nó có một cái house lớn luôn hả? Xin nha. Ờ. Coi như hôm nay mình đã cùng với các bạn quay trở lại công việc trộm cắp. Nhưng mà nó hơi nghiệp dư một xíu là bị bắt liên tục luôn các bạn. Thì mình sẽ tạm dừng cái video Thief Simulator 2 ở đây nha. Và nếu các bạn thích cái series game này thì nhớ đừng quên mình như like video và share giúp mình nha. Hẹn các bạn trong tập sau của tụi game này. Chào các bạn, bye bye.